con nhẹ, xử lý lại ở khu mạch thôi chứ không để này nguy hiểm lắm. Tức là cứ 30 phút lại nổ. Nó lúc nào cũng thế. Không phải như thế mà có hôm 3-4 hôm mới nổ phát. Ôi, thế thì cái bệnh này là cái bệnh khó tìm ấy. Tức là nó phải biểu hiện, nó phải biểu hiện ngay ấy. Mình tìm nó nhanh chứ còn mà thi thoảng nó bị bụp ngay thì lúc nào nó sẽ mất nhiều thời gian để ngồi tìm đấy. Chứ không phải là mình tưởng là ngày nào mở lên thì khoảng thời gian nó nổ thì nó dễ tìm. Để vài bao hôm mới nổ lần. Nhưng mà lâu lâu này không mở thì có khi là nó lại bị luôn. Cái hôm bị cái loa này thôi chả mở nữa. Hay vậy. Cái này. Cái này bệnh này như này là nó rất mất nhiều thời gian. Thời gian chủ yếu là để mà ngồi mà nghe để phát hiện ra cái hiện tượng đấy để mà làm ấy. Ừ. Nó bị hẳn đấy, nó chết hẳn đi, chết hẳn thì que hẳn đi thì cực kỳ dễ làm. Nhưng mà nó kiểu hiện tượng này nó khó, còn đầu con cối vậy, cái thiết bị đầu con cối nhiều con vậy. Chạy lâu lâu bị lần thì không biết kiểu gì đâu. Nó chỉ nổ. Bị hẳn đi thì... Nó chỉ nổ phát thôi, bột phát chắc lại nói bình thường. Mà nổ phát như thế là... Nó nghe. Nghe ngắt. Nó ngắt le. Có hôm nó ngắt le luôn. Xong là nó lại đóng lại, nó lại nói bình thường. Cái này thì chỉ có kiểu như là kinh nghiệm thôi, chứ còn để mà đợi nó. Nhưng mà để... sửa vậy nó không, nhiều khi nó hơi mò. Tức là nó không rõ ràng hẳn đi, dụ nó bị hẳn đi thì lúc ấy làm bắt đầu mình thử lại nó hết là nó hết. Chứ bây giờ nó bị mò kiểu này khó bắt bệnh lắm. Sửa như thế nó mất rất nhiều cái công, mình ngồi mình chầu trực nghe test rồi đủ các thể loại. Khó phết nhỉ. Thôi cái này thì phải nhận lại để kiểm tra thôi. Tôi nghe thấy là cửa băng đâu thì cái phím nó phải nằm thẳng hướng, thế nên là cơ. Đây phím nó nằm trong một bên, lệch sang một bên thì nó không phải là cơ nữa. Nó là nó đóng bằng le hết rồi. Để nhiều con nó có những con là rất khó sửa đấy. Thôi em cứ phải nhận để em kiểm tra cho anh thôi. Đấy. Nhưng mà cứ phải nói trước như thế để anh. Để anh hình dung là nó sẽ phức tạp đấy, nó không dễ như phần cơ đâu. Vì tất cả dòng đều đóng bằng le này là khoai đấy. Trước mắt chị thay dây qua trước đã vì đứt dây qua rồi. Đấy, đứt mủ ra rồi. Ngại nhất cái nguồn cái phần nó cực. Nó không lệnh, nó không khiển được thì làm sao này nó nên xuống cửa không nhận lệnh. Đúng rồi, lệnh nó hoặc nó loạn lệnh, nhiều con là loạn lệnh, nhiều con là không nhận lệnh thì bắt buộc phải xử lý cái vỉ lệnh này. Đấy, không điều khiển được thì làm sao mà thằng này nên xuống hít được. Cơ thì nó ngon hơn, cơ thì nó nành hơn. Sử dụng nành hơn. Không thấy xem mấy cái cơ thì nó đắt hơn đến nó nhiều tiền hơn tầm 2-3 triệu rồi. Thôi, mình mới tập chơi thì bây giờ. Nhưng mà đầu tư. Nhưng mà thực ra cũng... anh chưa tính cái vấn đề là xử lý lúc khi nó hỏng mình chưa tính nước đấy, nhưng mà cơ lại dễ làm hơn, chi phí sửa có khi lại rẻ hơn. Con này nhiều khi chi phí sửa được cao hơn đấy, mà nói sửa được, còn nếu không sửa được thì coi như là cũng bỏ máy thôi đấy. Cái gì nó có hai mặt hết đấy, thì cái này thì nó sẽ nhận lại cho anh. Cái kia thì chắc phải theo dõi lâu đấy. Cái này làm được hay không là biết ngay. Đấy, cái kia thì phải theo dõi lâu thời gian đấy, mất thời gian nhiều đấy, bởi vì nó hiện tượng nó. Còn con này thì chắc chắn là cuốn lại rồi, đeo rồi, đo là không gì im ru được. Em nghĩ là nó đứt rồi, nó đứt bụp phát to giật cả mình, làm gì loa nào nó chịu được. Thế em nghĩ là cho em xin lấy cái số điện thoại của anh nhá. Em sẽ ghi vào đây xong rồi em sẽ làm được cái gì em sẽ báo anh cái đấy. Thứ nhất vậy, thứ hai là cái gì mà ví dụ như nó phát sinh cái chi phí nó nhiều hơn bình thường thì em cũng sẽ báo lại cho anh. Rồi. Để anh ok thì bọn em mới làm. Rồi. Ăn từng không người là. Đúng rồi, bởi vì cái gì vậy mình vài 300, 500, 700 thì không sao, nhưng mà nó nên cao hơn với cái giá trị của máy thì mình phải báo lại cho khách. Chẳng như bây giờ cái máy 5 triệu sửa đôi 3 triệu thì phải báo ngay, nhưng mà sửa tầm 5, 700, 1 triệu thì nhiều khi rồi trở xuống
nhiều khi là giá nó là như thế rồi em. À. Em chỉ số anh nữa. 0915. À. 8. Âm đi. Cái ổ cứng kia đấy cứ từ từ đụng vội cóp nha, nếu mà xem nó sửa nó hết ít tiền rồi em mới bỏ cóp. Cái này có gì mà sửa, chạy ấn là nó chạy luôn, cắm là chạy. Không, sửa những cái này nó hết nhiều tiền quá thì không có tiền để giả tiền cóp này nữa. À. Nó phải bình tĩnh. À rồi rồi. Nhưng mà anh xóa hết dữ liệu rồi à? Xóa hết rồi. Nó treo em thợ mày thợ kia không không làm gì được thợ máy tính. Treo được nhỉ? Ổ gì nó treo đâu. Ổ rút ra cắm lại. Em nghĩ là nó bị sốc điện. Chứ treo là gì có ổ nó treo, rút ra cắm lại nó nhận ngay. Nó nhận nhưng mà nó vào cái phần kia vẫn còn dữ liệu nhá, nhưng mà nó không chạy cho, nó cứ quay trên máy tính á. Không, nó vào cái phần mà kiểm tra dữ liệu máy tính ấy, ở trong cái ổ của nó ấy. Nhưng máy tính nó khi anh bấm nhạc nó quay à, nó cứ quay tít là nó không không loát. Không, nó không có cái ổ này nó hiện cái chữ gì nhỉ? No đích cái gì ấy. Tức là không hiện báo cái ổ này. Nó báo ổ này nhưng mà no đích. À. Rút ra thì cái chữ đây nó mất. À. Xong là nó gọi là format lại cái ổ này. Thì cóp đi cóp lại xong là nghe lại bình thường. Thử nhỉ. Có khi rút đi chắc chứ không. Cũng có thể như thế. Được rồi, thôi rồi em. Nhận lại cái ổ này thì không có gì báo xem sửa này nó nhiều tiền quá thì đấy được nào mới cóp sau. Rồi rồi rồi, ok. Rồi, cứ nhận ba cái này nhá. Nhưng cái đấy cứ cầm lấy chứ bây giờ xa có phải ở đây đâu, tít hộp bình mò xuống để sửa không ạ? Em cứ nhận lại cái này cho anh thôi. Ừ, vâng.